Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại kênh Đạo Phật Cuộc Sống. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nấu món cháo yến mạch nha mọi người, thơm ngon bổ dưỡng. Nguyên liệu chúng ta cũng đơn giản lắm, yến mạch nè, gạo và nấm, thì mọi người dùng nấm nào cũng được ha. Mình còn nấm đông cô, mình sẽ dùng nấm đông cô, tàu hũ, bắp nô và củ cải cà rốt. Cái nguyên liệu này mọi người có thể thay đổi nha, tùy như vậy ở nhà mình còn cái gì mình nấu ở đó ha. Rồi là chúng ta cũng bắt đầu làm nha mọi người. Dạ mọi người do là bắt lên bếp nấu trước ha, và xong người ta chuẩn bị các nguyên liệu khác. Phần yến mạch này á, mọi người do trước nha, mọi người do gạo nhưng mà chúng ta sẽ để xào.
xíu hành này, ok nha mọi người. Thank you.
xong món cháo yến mạch rồi nha.